Cảm ơn cơ hội được đồng hành, uống và lá cà cùng La Cafe Coffee. Dành riêng cho những ai đang xem và nghe Have a Sip, bạn có thể nhập coupon SIP, S-I-P, để được giảm giá 15% tại website lacafe.com và tại cửa hàng. Các bạn có thể nghe bản full của podcast tại playlist Have a Sip trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên rằng chúng ta có hẹn vào tối thứ 6 hàng tuần trên các kênh của Vietcetera. Xin chào mừng các bạn đến với podcast của Vietcetera tên là Have a Sip, uống gì không? Đây là một chương trình có một bản dài, thật là dài, kéo dài suốt cả một cuộc trò chuyện của Thế Minh với khách mời, được đăng tải trên YouTube. Có một bản sao âm thanh được đăng trên Spotify và Apple Podcast. Và có một bản ngắn nhỏ xinh cho những ai mà các bạn không có thời gian hoặc là các bạn chỉ muốn thẩm thấu qua và nhanh nhân vật thôi, thì có một cái bản 7 phút ở trên Facebook. Nhưng mà có một cái điều không thay đổi, đấy là trong cái cuộc trò chuyện thì Thế Minh sẽ mời nước và nói chuyện với một khách mời nhiều chữ. Và hôm nay người đấy là Tạ Quốc Kỳ Nam. Chào Nam đến với Have a Sip. Chào chị Minh, đã mời em đến với Have a Sip. Have a gì? Have a Sip. Have a Sip. Này, cái này là em cố tình hay là em... Không, em nhầm. Em nhầm, ok. Tại vì cái have a seat mời ngồi. Have a seat mời ngồi. Sip, ok, cái này cũng hiệu quả đấy. Nhưng em phải ngồi gần. Have a seat đúng không? Check, ngồi gần. Check, check. Rồi, lúc trước đến đây thì mình có hỏi trước là Nam muốn uống gì. Thì bọn mình đều chọn là uống một cái cốc cà phê có sữa mà nóng. Thì mình gọi latte nóng. Nếu coi đồ uống là một thứ mà có thể nói về bản thân bạn, là khi bạn chọn cái đồ uống ấy, nó nói rất là nhiều về bản thân, thì Nam có thể nói gì về mình qua cái cốc cà phê sữa kiểu Tây này, kiểu Ý này? Đầu tiên là uống nóng chứ không uống đá. Bởi vì uống nóng tốt cho người có bệnh về cột sống hơn là uống đá. Thế à? Với vậy cà phê thì uống lấy uống cho nó có nó bôi trơn, nó lấy mút, nó chuyện cho được hoạt ngôn. Tức là có cái caffeine quan trọng với bạn không? Em không nghĩ là nó rất quan trọng. Nhưng mà nó nên có. Rồi ngày nào mà xác định là sẽ làm việc hoặc là mình thấy là buổi sáng nó u ám quá thì uống, còn không thì sẽ có một cái sự chủ động là không uống. Để không bị phụ thuộc. Đúng rồi, sợ bị phụ thuộc. Nhưng mà thật ra cũng bị rồi. Nói vậy thôi. Còn sữa là bởi vì? Bởi vì vẫn chưa tới được cái level và cũng không dám tới cái level là uống đen không. Đâu đó nhẹ nhẹ giữa nửa mùa. Mặc dù là cái câu chuyện này mình không, nó không nằm trong kịch bản, nhưng mà tại vì Nam nhắc đến, đấy là cái việc là Nam thường phải ăn uống, phải nghĩ rất là nhiều về cái bệnh, về cột sống của mình. Thì nó mang đến cái câu, cái ấn tượng đầu tiên của Thùy Minh về Nam. Thùy Minh và Tạ Quốc Kỳ Nam thì gặp nhau ngoài đời. Ở trong một cái workshop của cô giáo Trần Nữ Yên Khê dạy về production design tại Gặp Gỡ Mùa Thu cách đây 3 năm. Đúng không? 3 năm. Thì đấy là, và lúc đó thì Nam có giới thiệu cho cả lớp. Lớp đó là khoảng 20 người. Nói là câu đầu tiên là em xin phép mọi người cho em ngồi bởi vì cái cuộc sống của em nó không khỏe. Và nếu là em có nằm hay em có đứng thì cũng đừng quan tâm tới em, cứ để cho em tự lo chuyện của em mà mọi người cứ để đi. Thì em có nói trước chuyện đó. Cái lúc thời điểm đó là cái bệnh về cuộc sống là mới à? Lúc đó là nó mới và em đang kiểu vỡ lòng với nó. Còn bây giờ là em đến level nào rồi? Đại học chưa? Bây giờ em tới cái level là mình bắt đầu mình không quá nặng nề về nó nữa, mà mình coi như nó là cái bình thường mới của mình. Để mình bình tĩnh, mình đối phó với nó hơn. Nhưng mà cái nguồn gốc, tại sao em có một cái bệnh về cuộc sống và nó có ảnh hưởng nhiều đến em, cuộc sống của em trong cái 3 năm gần đây? Thay đổi em gần như là 100%. Nhiều thứ lắm. Cái nguyên nhân thì em nghĩ là đến từ việc là too much of anything, nhiều thứ quá. Cái gì mình cũng muốn hết. Làm việc thì mình rất là muốn phải làm được nhiều thứ và mình cũng thỏa mãn cái chuyện mình làm được rất nhiều. Thì thành ra là làm từ sáng tới tối và thấy rất vui trong cái công chuyện mình làm. Xong rồi tới chuyện tập tành thể hình cho cái có một cái cơ thể đẹp để thay đổi mọi thứ lên, thì mình cũng có một cái áp lực đến từ cái chuyện ngoại hình. Mình có cái ego của mình, nó thế là tập gym,
rồi nhảy, rồi pole dance, rồi boxing. Nói chung tất cả những gì thuộc về thể lực mà thấy vui, thấy hào hứng là cứ thế mà làm, và không cho mình cái cơ, cái thời gian để mình hồi phục, để hồi phục, để làm lại mọi thứ. Thì tới một lúc nào đó thì cơ thể mình nó đình công. Thì cái đình công đó là cái mình bị về cuộc sống nó đau. Nhưng nó có một cái dấu hiệu nào báo trước cho mình không? Tức là mình có thể dừng lại sớm hơn và kịp hơn không? Có. Nếu mình lắng nghe, là những cái dấu hiệu đầu tiên là mình thấy người mình nó cứ mỏi mỏi, cái mỏi hoài, mỏi gần như là 24/7. Nhưng mà mình thì còn trẻ, còn khỏe và còn rất vui, cái tinh thần mình nó kéo mình đi mà. Thì mình chỉ nghĩ là ok, ba cái chuyện mỏi lưng này tầm xà mà quan trọng làm gì, tại vì nó cứ ở đó thôi. Thì mình nghĩ là mình ngồi nhiều, mình tập nhiều thì mình mỏi. Nhưng mình không nghĩ đó là cái tín hiệu cơ thể mình nó đang kêu cứu. Cho tới khi tới một ngày sáng mở mắt ra thì cái cơn mỏi nó thành cái cơn đau và đi không được nữa. Thì đi khám chụp hình ra thì biết thoát vị đĩa đệm. Thì đó là cái khoảnh khắc mà lần đầu tiên mình thấy là trong người mình nó có một cái chỗ không ổn. Rồi mình bắt đầu mình thay đổi mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình, bắt đầu thay đổi dần dần theo cái bệnh. Nhưng mà em rất là trẻ đúng không? Năm nay năm bao nhiêu tuổi? 30. Lấy lại câu đấy. Em nhìn trẻ thôi chị. Không, như cái thời điểm mà đúng không, cách đây vài năm, cái lúc mà 27 tuổi thì là đúng là tại vì khi mình nghe đến đau lưng là mình hay nói là bệnh của người già. Đúng rồi. Đúng không? Và người trẻ thì thực ra không phải tự dưng mà mình muốn nói thêm về cái chuyện này. Vì có một cái giới trẻ thì có một cái culture gọi là hustling culture, là mình sống nó hết mình được. Nó hơi khác một chút cái thế hệ trước, cứ tạm gọi là mình hơi khác thế hệ một chút xíu. Cái thế hệ của thì mình là mình vẫn phải có một cái lề lối, tức là bố mẹ vẫn tất nhiên là không tệ bằng thế hệ 7X. Mọi người hay nói, hôm trước thì mình phỏng vấn một chị 7X thì nói rằng là 7X là bố mẹ đặt đâu con người đấy, đúng nghĩa là chọn ngành học cho mình rồi làm mọi thứ. Xong đến 8X là bắt đầu rón rén chui ra khỏi cái kén ấy một chút, tức là vẫn một nửa là nghe lời bố mẹ, còn một nửa là mình làm việc của mình. Nhưng mà bắt đầu đến 9X, đến millennial trở đi thì là ôi bung hết. Đó, và nó thành một cái hustling culture, là người ta luôn làm mọi thứ hết sức, hết mình. Cái gì cũng phải tới, cái gì cũng rất dễ, rất available. Chỉ cần chịu làm là nó sẽ có thôi. Thế là mình bị cuốn theo cái chuyện đó. Thì thật ra cái quan điểm mà những cái bệnh về cuộc sống là của người già thì thật ra là quan điểm của 7x, 8x á. Bởi vì bắt đầu từ 9x từ 9x trở đi thì 21 tuổi là bắt đầu bị rồi. Cái khi mà mình ở trong cái mình, khi mà sức khỏe mình tốt á, những người xung quanh mình là những người mà mình cũng chỉ quan tâm tới những vấn đề khác của họ thôi, thì mình thấy là ai cũng khỏe, ai cũng vui. Cho tới khi mà mình có vấn đề thì mình bắt đầu mình nhận ra là mình xung quanh mình những người có vấn đề rất nhiều và cùng độ tuổi, đủ các loại bệnh hết. Nhưng mà tại vì họ chưa nhận ra được chuyện đó. Và thề luôn là lúc đó em, cả chị khi đó, tất cả mọi người khi đó mà đang trong tình trạng khỏe khá vui vẻ, mà nghe những cái vấn đề về sức khỏe, thấy ok, mình rất là tốt về sức khỏe, mình rất là giữ gìn, mình cũng biết chăm lo. Nhưng mà cái đó chỉ là nói miệng thôi. Thật sự là mình không hiểu được cái cốt lõi của cái vấn đề nằm ở đâu, và mình cũng không có bất cứ một cái điều chỉnh gì cho cái công việc hay là cái lối sống của mình hết. Tại vì sao mình phải làm chuyện đó? Bởi vì mình đang rất là vui mà. Mình đang rất khỏe. Tao vẫn có thể ngồi làm việc ngày 8 tiếng, đứng lên đi gym 3 tiếng, xong tối về lại đi nhậu. Tao vẫn có thể làm được chuyện đó rất là vui vẻ. Thì tao vẫn thấy là cái lời khuyên là hãy bảo vệ sức khỏe nó vẫn còn là cái mai làm, mốt làm, tuần sau làm. Giảm cân hả? Ok, giờ deadline giảm cân. Hoặc là muốn tăng cân hả? Từ. Thì mình có cái sự đó, tại vì mình rất là phí phạm về thời gian, và mình cũng chưa có thật sự take serious những cái vấn đề đó. Cho tới khi mà nó bắt mình phải làm, mày không còn lựa chọn khác. Ngay cả chuyện ví dụ mọi người ngồi đây này, em sẽ để ý là theo đúng thì cứ nửa tiếng là nên đứng lên, 45 phút là nên đứng lên đi lại. Mà thật thà luôn là cứ khoảng 1 tiếng 2 tiếng ngồi loạn, ngồi lì từ sáng tới giờ ăn trưa luôn. Thì cứ đang ngồi làm việc vui quá thì kệ, đợi ngồi tí nữa thì từng cái tí nữa đó nó dẫn tới một cái lối sống không tốt. Nó dẫn tới một cái hệ tiêu hóa, cuộc sống, bài tiết, tất cả mọi thứ nó bị bào mòn hết luôn. Nhưng theo em thì có cái cách nào để mà sẽ để mà nhớ rằng là mình có một cái sức khỏe mình phải giữ, mà không phải đợi đến lúc là mọi thứ nó đình công? Khó nhỉ. Nhất là đúng không, nếu mà thì mình không biết là ai đang theo dõi podcast ngay lúc này, có thể bạn rất là trẻ, có thể bạn bằng tuổi như Thùy Minh,
có thể bạn lớn hơn, nhưng mà cái câu chuyện sức khỏe thì càng ngày nó càng là cái điểm nóng, chúng ta nói chuyện về nó nhiều hơn. Có thể là ở cái thời điểm, nhất là cái năm Covid vẫn đang diễn ra, năm Covid thứ hai, ở cái thời điểm này, thì chúng ta chỉ có cách là chúng ta nhìn sâu vào cái cuộc sống của chúng ta. Có cách nào không? Có cách nào mà mình... Không có cách nào. hai hướng. Một là phải bị hù trước đi đã. Bị rồi á, bị một lần, tự nhiên đang đứng răng cái bị đau lưng, gập lưng, phải đi cấp cứu. Ví dụ sẽ có những cái lần như vậy, thì cái bệnh nhiều cái nó cũng chưa thật sự là nguy hiểm, chỉ đơn giản là cái thế đứng, cái cơ nó không tốt thôi, thì đùng cái bị thì ok, bắt đầu sợ sợ. Còn hai là thật ra là ngay từ đầu là đã thấy những cái cảnh quá kinh khủng xung quanh rồi, thì nó có cái sự là được thức tỉnh. Nhưng mà thường thì đối với em thì ngay các em cách đây 4 năm mà ai ngồi nói mấy chuyện này không nghe đâu, em bấm next. Em không nghe. Em không thấy nó relate với mình. Chỉ là rốt cuộc vẫn là cái tự tự giác. Nó thật sự là cái tự giác, bởi vì cái chuyện mà đi ngủ lúc 12 giờ đêm với đi ngủ lúc 4 giờ sáng không ai nhắc đâu. Tự mình chọn thôi, cái đó là cái lựa chọn của mình. Nói thẳng ra chuyện sức khỏe là lựa chọn. Từ khi sinh ra bẩm sinh thôi chứ. Còn là lựa chọn hết. Nhưng mà dù sao thì đây cũng không phải là podcast về kiến thức thưởng thức cho sức khỏe. Mình sẽ quay về cái câu chuyện là một cái nghề của Nam. Không biết là chúng tôi cũng lâu lắm không gặp nhau nhé, thì mình cũng không biết là cái thời điểm này bạn còn đang làm, còn đang thiết kế bìa sách cho Nhã Nam không? Vẫn làm. Vẫn làm một cái nghề là bao nhiêu năm rồi? 2009 tới giờ rồi. 2009 là thời điểm mà đúng là bìa đầu tiên, mà lần đầu tiên làm Photoshop đúng không? Đúng. Nhưng mà đấy đã phải là bìa đầu tiên làm cho việc cho Nhã Nam chưa, hay là? Đúng rồi, cái bìa bìa sách đầu tiên mà em làm là cái tác phẩm Photoshop hoàn chỉnh đầu tiên, và nó là cái bìa sách đầu tiên và là cái công việc đầu tiên luôn. Nhưng mà này, nhà sách sao lại giao cho một người chưa hề biết Photoshop làm một cái bìa sách vậy? Nói chung là bây giờ vẫn là một cái bí ẩn. Sách đó là sách gì? Em nghĩ nha, em nghĩ là người ta thấy được cái email ngắn gọn xúc tích, nhưng mà nó cho thấy được cái sự nghiêm túc của em với công việc. Em còn nhớ rất là rõ cái email đấy, rất ngắn, giới thiệu tên, đang là sinh viên khoa báo chí, truyền thông, là không liên quan gì tới thiết kế luôn nha. Em cũng không có portfolio gì hết, em cũng không biết gì về thiết kế hết. Nhưng mà em rất là thích về bìa sách và rất thích đọc sách, nên hy vọng cho em cơ hội thử. Và em biết là sếp em lúc đó là giờ nghĩ đi nghĩ lại thì lúc đó người ta cũng đang hơi desperate. Người ta đang bị thiếu nhân công quá. Tại sao lại không đằng nào thử, có tốn tiền đâu. Thì cứ cho thử một cái file thì thông qua. Nhưng mà có được in không? Không. À. Cái bài test mà cái bài test đầu tiên là cho em một cái bìa là thật ra đã in rồi. Nhưng mà em không biết. Em chỉ nghĩ là ok, đây là một cái bài test. Nhưng mà mình cứ làm thôi. Thì làm xong thì người ta nhìn thấy được là cái cách tư duy của mình nó khác với những bạn mà đi làm thiết kế bìa sách lúc đó. Tức là mình sẽ có những cái ý tưởng, những cái, nói chung là cái góc nhìn của mình về bìa sách nó khác. Cho nên là các sếp lúc đó nhận ra được cái vấn đề, nhận ra là bạn này không phải là chỉ muốn thử sức cho vui, mà thực sự đang rất là thích. Thì mới giao thử cho một cái bìa chính thức làm. Thì bìa đó làm xong thì... Nhưng xong... sách đó là sách gì? Cuốn gì? Đo thế giới. Làm cuốn Đo thế giới là cái cuốn đầu tiên em ra. Mình không biết cuốn đó. Em thích cuốn đó lắm. Đó là trong em làm bìa sách nhiều, nhưng mà cái số lượng sách em đọc từ những cái bìa đó thì không nhiều nhá. Nhưng mà cứ cuốn là một cuốn rất là hay. Thì lúc em làm hai cuốn cùng một lúc, được giao cho hai cuốn cùng một lúc, là in gối đầu hai cuốn cùng một lúc luôn. Thì cái công việc nó cứ thế mà người ta cứ giao thôi, cứ làm xong bìa này người ta giao cho bìa khác. Nếu fail thì bỏ, người ta cho cái cuốn khác làm. Quan trọng là lì. Nam là thì mình đang Nam đang nói chuyện thì nhớ ra là Nam đến đây cũng như một cái người đã quen á, thế là mình cũng không giới thiệu xem Nam là ai, nhưng mà Nam Nam là ai thì cũng rất là khó tóm tắt. Tại vì là mình chỉ nói là đây là chương trình Have a Sip, là cái chương trình mà hay phỏng vấn những người nhiều chữ. Nhưng mà những cái người nhiều chữ thì đôi khi nghề đầu tiên của họ liên quan đến chuyện graphic, hình ảnh, đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà Nam kể rõ cái câu chuyện ngọn ngành thì đúng là vẫn là xuất thân là một người làm báo, nhiều chữ trước. Sau đó thì thế thì cái kết nối giữa chữ nghĩa và hình ảnh của bạn, nếu bạn định nghĩa nó thì nó sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là em lưu loát được hai thứ tiếng. Bởi vì em làm việc thì em tiếp xúc với chữ nghĩa rất nhiều, nhưng mà em không phải chỉ làm việc với chữ nghĩa không, em phải chuyển dịch nó ra thành hình ảnh. Và em làm việc ở giữa hai phía luôn, là một bên là họa sĩ, thiết kế, một bên khác thì em sẽ phải làm việc với lại biên tập viên, là những con người chỉ biết chữ thôi.
chữ nghĩa rất là sâu sắc rồi kia, nhưng mà họ lại không có khả năng diễn đạt nó ra bằng hình ảnh. Những cái hình ảnh họ chọn là nhiều khi nó lại hoàn toàn rất là nông so với lại cái chữ, rất là bị sáo. Trong khi những bạn làm thiết kế thì các bạn lại có cái tư duy rất tốt về hình ảnh, nhưng mà cái sản phẩm của các bạn nhiều khi nó lại không sống lâu. Nó đẹp, nó xinh, nó có tính trang trí. Thì do là mình đi được giữa hai con đường, mình viết được, mình đọc được, mà mình cũng thiết kế được. Thế là thành ra cái sự chuyển dịch giữa hai thứ của mình nó nhuần nhuyễn hơn. Mình đứng ở giữa, mình translate, mình làm cái người thông dịch viên giữa hai thứ nó tốt hơn. Cho thì mình lý giải nó theo một cách khác. Ví dụ bản thân mình là một người viết, mình có xuất bản sách, nhưng mà mình không bao giờ nhớ được chữ viết. Và mình hay cầm nắm chữ viết bằng hình ảnh. Tức là thì mình không bao giờ nhớ được hai cái chữ đấy nó là cái chữ gì, nhưng mình sẽ nhớ được là nó có hai âm tiết này. Nó có thể gợi một cái màu gì đấy về nó này. Nó có thể có ý nghĩa là một cái gì đấy, tức là mình dịch cái chữ đấy bằng cái hình ảnh. Thì đấy có phải là đấy sẽ là một đấy là kiểu gì? Nếu mà Nam nhìn, và Nam có cái tương tự đấy không? Hay là Nam vẫn nhớ được mọi chữ nghĩa và nhớ được cái hình ảnh riêng rẽ nhau? Không, em cũng có trí nhớ về hình ảnh nhiều hơn. Ví dụ như giữ xe thì sẽ không nhớ được là mình đứng ở cái toa số mấy hay là tàu mấy, mà sẽ nhớ được là cái xe đó mình để dưới cái bóng râm. Sau một lát tới tối đi ra mất bà đã bóng râm. Thì tìm xe thấy bà luôn thì tìm lộn tầng. Thì là cái những cái trí nhớ là mình nhớ là mình muốn đi ăn ở cái quán ốc đó, thì nó sẽ là trước quán ốc đó có một cái quán cà phê đèn mờ. Thì tới một ngày nọ đi tìm lại quán ốc đó không thấy, bởi vì nó bật đèn hình quang, xong cái đi tới đi luôn không thấy được cái đèn xanh xanh đỏ đỏ. Thì nó có những cái sự đó. Lẩn thẩn. Nhưng mà như chị Minh mới nói là chị Minh không nhớ chữ mà chị nhớ hình. Mà thật ra là cái khác nhau là, để nói chuyện cụ thể hơn, ví dụ như khi mà mình hỏi một cái người biên tập viên hoặc một cái người viết lách hoặc tác giả luôn, em làm việc với tác giả Việt Nam, thì thí dụ em hỏi là anh chị có những cái hình ảnh nào đại diện hay những cái gì mà anh chị thích về cuốn sách mình không, thì thường là những cái câu nó khá là mông lung và nó không đi đòi đúng vấn đề. Ví dụ như chị muốn viết một cuốn sách về tự bản thân mình làm nên một cái cơ ngơi sự nghiệp, thì đầu tiên tôi sẽ chị thích hình ảnh bàn tay, tại bàn tay chị làm nên tất cả. Tức là nó rất là cụ thể vào cái chuyện đấy. Nó không có được cái sự mà gợi mở, hoặc là chừa cái room for imagination, chừa cái chỗ cho người ta tưởng tượng. Thì thường là hay bị như vậy. Thì mình trong cũng làm, vì là làm báo cho nên có cái từ là từ cliché, tức là mình cứ được dạy là cái này nó là như này, đúng rồi, là trái tim nó là tình yêu đó. Và mình luôn tìm một cái đầu óc mà có thể bay, tự bay ra khỏi những cái khuôn sáo mà Nam vừa nhắc đến đó. Thì quay lại một chút ở Nam á, Nam ngay từ đầu trong cái thư đầu tiên đúng không, gửi cho nhà xuất bản đã nói về cái việc là maybe là mình sẽ mang đến một cái kiểu mới, hay là hình ảnh sách chứ các thứ nó hay kiểu giống nhau một cái kiểu quá. Thế thì có cái gì mà khiến mà mình đôi khi bay, thì nó là cái khả năng mà bay được, nó là năng khiếu. Nhưng mà để mà chứng minh là mình có thể bay được hay là thuyết phục người khác bay theo mình thì nó đòi hỏi một cái sự rèn luyện rất là lâu. Đây là cái góc nhìn của Thùy Minh. Trong công việc của bạn ấy, có thể là bạn có năng khiếu là bạn bay sẵn, bạn đã nhìn mọi thứ nó khác biệt rồi, nhưng vẫn thuyết phục người ta theo cái hướng đấy như nào? Làm rất nhiều và phải cãi lộn rất nhiều và thua rất nhiều. Nhưng mà phải làm rất nhiều để cho người ta thấy là trong số 10 cái mình nói, ít nhất nó cũng phải có 2-3 cái là nó có lý. Trước tiên lại, tại vì khi đó khi mà mình bắt đầu một cái công việc gì thường là mình không có credit. Cái lời nói của mình nó nhẹ hèo Thậm chí là khi mà mình trình bày một cái ý tưởng gì đó quá mới, nó lạ và nó nằm ngoài cái sự cảm thụ của người đối diện, thì họ chỉ có một cái duy nhất để họ xác định thôi, là dựa vào cái tiếng tăm, cái credit, cái uy tín của mình để người ta tính. Thì thời gian đầu em cũng có những ý tưởng cũng gọi là nó cũng out the box, và thời điểm đó nó cũng mới, nó cũng lạ lạ. Nhưng mà thứ nhất, mình chưa chứng minh được là mình biết mình đang nói cái gì và mình biết mình đang làm cái gì. Thứ hai, cái kỹ năng để thể hiện chuyện đó ra của mình có thể nó còn chưa tốt. Ví dụ như ok, ý tưởng là mình có đó, cái cách mình thực hiện nó cũng tốt đó, nhưng mà cái chuyện mình thể hiện là mình trình bày ra nó chưa thực sự là đẹp. Thì cũng khó để cho người ta mua cái ý đó của mình. Cho nên để mà nói mà để chứng minh được hay là để mà bay hay gì, trước tiên là cứ phải làm thật nhiều trước. Đã làm nhiều để có được một cái spectrum, một cái rổ, những cái case study thật là dài, thật là nhiều, thì khi đó thì mình có thể lấy cái này ra để mình bổ trợ cho cái kia. Cái credit, cái tiếng nói mình nó cũng tốt hơn.
Thế cái bìa sách nào là cái milestone mà bạn bắt đầu có một cái sự tự tin là à, cái thời điểm này nếu tôi bay thì mọi người cũng khá là yên tâm, có không? Có, sớm lắm. Ừ, sớm lắm à? Sớm lắm, bởi vì may mắn là hai cái bìa đầu tiên mình làm cho mặc dù là đầu tiên là vừa vô được giao hai bìa thì hai bìa đó để hai bìa có vấn đề. Một bìa là những anh chị làm lâu năm là rất giỏi rồi, họ cũng đang bị ngắt ngứa ở chỗ đó, người ta làm chưa ra. Một bìa thì đang cần phải làm mới lại để bán sách tốt hơn, tại cái bìa trước đó mặc dù đẹp nhưng mà bán ế. Thì hóa ra hai cái bìa em làm nó lại thành công. Thế là tự nhiên là có được cái sự gọi là được có gió thổi thì là sẽ bay lên tí. Nhưng mà cái bìa mà làm cho em thấy là những cái mới của mình là có chỗ để phát triển, đó là cái bìa máu lạnh. Bởi vì lúc đó thì bìa sách thì phải có tên sách đúng không? Phải có tên sách, phải nói được cái cuốn sách là cái sách gì, bán cái gì, ai viết. Nhưng mà cái bìa máu lạnh là cái bìa duy nhất mà không có tên sách trên bìa. Thì vào thời điểm đó là em chỉ nghĩ một cách rất là bản năng thôi, tức là cái bìa này người ta mua sách là bởi vì người ta phải cầm nó lên, người ta xem tới xem lui, người ta bị thu hút bởi nó. Thì bây giờ có cách nào để mà mình chỉ cần đánh vô cái mục tiêu là người ta bị thu hút và người ta phải cầm lên. Còn cái chuyện mà đọc được cái tựa đề thì có rất là nhiều cách để đọc. Mở ra gáy ra đọc rồi nè, bật ra bìa sau ra đọc rồi nè, mở ra bên trong cũng thấy bao nhiêu là lần nó lật cái tựa. Thì em suy nghĩ là mình không cần phải nhắc nó ngoài bìa để làm gì hết, nếu mà mình có một ý tưởng tốt. Thì đó là cái bìa mà duy nhất cho tới thời điểm này ở Việt Nam mà không có tựa đề trên cái đó mà được xuất bản một cách nghiêm túc. Tò mò quá, ai đấy trao bởi vì nó. Vấn đề là bởi vì không phải là em khẳng định là ý tưởng của mình nó mới hay nó lạ gì. Cái chuyện xuất bản một cái bìa minimalism chả có khỉ mẹ gì trên đó, rất là nhiều người làm. Nhưng mà tại vì sau cái thời gian đó thì nhà nước ra một cái thông báo là sách ra là bắt buộc phải có tên tác giả, tên tác phẩm, tên dịch giả và cả logo. Tức là bốn cái thứ đó là không thể nào lấy ra khỏi một cái bìa được nữa. Tức là thành ra là cái bìa của mình đã ra trước thời điểm đấy. Thì bây giờ thì nó cứ thế thôi, nó là một cái bìa, nó vẫn được tái bản mà nó vẫn chẳng có tên trên bìa. Thì đó là nhưng một mà cái... em thành công trong việc là nếu mà giả sử trước mặt chị có đây chị cầm lên, nhưng mà have a seat của em nó hơi xa cái em kéo em đẩy cái... không em cứ ngồi ở đấy nhưng mà em đẩy cái này lên có ai có cái đấy cho chị xem trông là như thế nào. Đây đúng không? Mà cái chuyện xuất bản cuốn này rất là đau lòng ấy em nha. Ủa mọi người nghe podcast chắc không thấy đâu, mọi người Google đi rồi xong bấm vô. Không biết rồi, những ai mà không thấy xong thì... rồi mọi người nhớ bỏ vào giỏ và bấm mua. Check out luôn nha mọi người. Có chữ nhưng mà khôn lắm vì có chữ máu. Thì không cái có chuyện đủ mà mọi chữ người muốn nghĩ cái chuyện nó ra như thế nào là chuyện của mọi người. Nhưng mà khổ một cái là cái cuốn này lúc đó phát hành ra bị in là bị in sai, thế là nó có bị mất một số chi tiết cho nên là nó. Thế đây là đúng hay sai? Đây là đúng. Còn cái bản đầu tiên là em nhớ hoài luôn là chị Hà Đỗ. Chị Hà Đỗ đó là một người mà em rất là hâm mộ trong cái lĩnh vực sáng tạo. Thì em follow chị Hà Đỗ từ hồi blog 360 rồi nha. Thì chị Hà Đỗ inbox em để khen về cái bìa này và chị đem cái cuốn sách này lên cho người mẫu chụp lên một cái editorial cho báo Đẹp lúc đó. Thì cái cô người mẫu chỉ đơn giản là mặc đồ đẹp xong cầm cuốn sách đọc thì là cầm cuốn của mình. Thì mình rất là hạnh phúc với cái chuyện đấy, nhưng mà mình vừa đau khổ cực kỳ luôn bởi vì in hỏng. Thì em phải thích chị Hà Đỗ, cái điểm đó là điểm in hỏng chứ nó không nằm trong ý tưởng của em nha. À thế hả, hèn chi tao cũng thấy chỗ đó nó hơi khó hiểu với tao. Mà tụ chung thì là nó cũng mắc. Lên media thì là nó là cái chuyện mà làm cho mình thấy rất vui là ok, hóa ra những cái suy nghĩ mà rất là bản năng, những cái cách mà mình chơi đùa, mà cách mình thử hóa ra là nó có một cái tiềm năng nào đó trong đó, thế là em thử càng ngày càng nhiều. Thì cứ thế mà làm thôi. Nhưng có định lượng không, là khoảng bao nhiêu trong một cái dự án mới chẳng hạn? Có thể là bất cứ cái gì, nhưng mà ví dụ như trong nghề của bạn là một cái bìa sách thì bao nhiêu phần trăm định lượng như thế nào là mình sẽ dành cho chuyện thử? Đặc thù nghĩa là mình sẽ không có được cái mà cái công thức cụ thể đâu. Mà làm nhiều thì em thấy là mình sẽ xem coi là khách hàng thật sự là họ đang tìm cái gì và họ muốn cái gì đó, rồi cái nhu cầu của họ có thật sự là họ cần tới cái nhiều cái rủi ro đến như vậy không. Thì có một cái giai đoạn là em làm cho một tổ chức phi chính phủ, thì cái công việc đầu tiên em làm với họ rất là bực mình, và em hiểu là tại sao mà cứ sửa đi sửa lại những thứ rất là tầm thường, mà cứ sửa tới sửa lui, nó tới một cái giai đoạn là em không cãi nữa, muốn gì em làm nấy. Em không cãi nữa, muốn gì làm nấy. Nhưng mà sau khi làm xong thì họ cảm ơn rất nhiều và họ rất thích, và sau đó là em có được một cái công việc làm với họ tới nay cũng phải 6-7 năm. Một cái thu nhập ổn định, một cái tình bạn rất tốt với khách hàng của mình. Và cái công việc lại cực kỳ là nhẹ nhàng và nằm trong cái textbook của mình, không thử thách mình gì hết. Nhưng mà hóa ra là cái công việc nó dạy cho mình một cái chuyện là mình phải biết được là khách hàng của mình là họ đang sống trong một cái môi trường như thế nào.
tổ chức phi chính phủ nó không có nhiều cái chỗ để cho mà sáng tạo, để bay bổng. Những cái thứ mà họ sản xuất ra nó phải rất practical, nó phải rõ ràng để đọc, nó không được trang trí hoa hòe. Thì tại mình làm bìa sách, mình hay bị một cái chuyện là, nhất là mới đầu vào làm á, thì thường là sẽ lấy cái trang trí để bù cho cái ý tưởng và bù cho cái kỹ năng. Tức là bản thân mình vẽ một cái bông không đẹp thì mình sẽ cho thật nhiều những cái hoa văn trang trí vào. Thì nhờ cái công việc đấy thì mình thấy là à, hóa ra là vẫn có cách để làm những công việc này mà không cần phải sáng tạo nhiều, nhưng mà cái mình đưa vào thì nó phải cụ thể, phải rõ ràng, từng cái thứ mình đưa vào nó phải có mục đích. Và mình phải đáp ứng được cái chuyện là những cái chuyện mà nghe ra không sáng tạo gì hết, ít ra đọc được, nhìn vào biết là một cái chương trình nghiêm túc của chính phủ, của NGO. Nhìn vào là biết là có nghệ thuật đó, nhưng mà cái nghệ thuật này không phải là cái nghệ thuật mà hoa mai ngày Tết và hoa đào ngày xuân hay là những cái chuyện đó thì không. Thì đó, nó dạy mình cái chuyện đó. Và em áp dụng ngược lại từ một cái công việc mà ban đầu mình thấy là tại sao mình phải ngồi làm những thứ quá nhàm chán như vậy, làm như vậy thì có phải là có lỗi, có áy náy với bản thân mà cũng áy náy với khách hàng nữa. Họ trả tiền cho mình nhưng mà mình lại chẳng sáng tạo gì nhiều cho họ. Nhưng mà hóa ra là cái họ cần không phải là cái sự mà sáng tạo điên khùng, cái họ cần là một cái sự nền nã chỉnh chu. Thì em sẽ dựa vào cái nhu cầu của khách hàng đó để mà mình biết được là trong cái project này mình sẽ đưa bao nhiêu phần trăm là chơi vào và bao nhiêu phần trăm là cái sự vững chãi của cái công việc. Thực ra cái ví dụ Nam vừa nói thì nó, thì mình nghĩ nó áp dụng cho tất cả các ngành trong sáng tạo luôn. Gần đây ở trên Vietcetera có đăng một cái bài của anh Hoàng, của bạn Hoàng Nguyễn là cái contributor, viết một cái viết cho cũng, bạn cũng thiết kế UI UX và viết rất là nhiều cho Vietcetera. Thì bạn có nói một cái câu mà thì mình cũng nhớ hoài, đấy là cái việc thành bại của một cái công ty sản phẩm á, nó không dựa vào việc logo đẹp hay không. Nhưng mà người thiết kế lúc mà làm cái logo thì cứ nghĩ rằng là chắc là tôi sẽ quyết định là xem là nên là tôi sẽ không sửa cái này, bởi vì tôi tin rằng là cái này sẽ giúp người ta bán hàng tốt hơn. Tức là cái đôi khi mình coi cái logo của mình nó to quá, cái thiết kế của mình nó to hơn cả cái sản phẩm. Thì mình nghĩ là đôi khi mình hỏi về cái tôi hay mình hỏi về cái định lượng sáng tạo, định lượng bay, để biết rằng là, thì mình vẫn tin là đến cuối á, có những thứ nó rất là cô đọng, là những thứ như Nam nói một câu là mình hay dùng cái tính trang trí để mình che đi cái ý tưởng thực sự của mình. Cho nên quay về cái việc sáng tạo thì mình có nghe trong cái bài phỏng vấn, bạn có một cái video phỏng vấn thì bạn có trả lời rằng là bạn thường phải nghĩ rất lâu đúng không, mà làm rất là nhanh. Cái chuyện đấy đến nay vẫn đúng không? Chuyện đó đến nay đúng với những cái mà, đúng với những cái bìa sách hoặc là những cái project mà nó, mình thấy là nó có cái sức nặng mà mình cần kỹ lưỡng hơn, để chứ không thử nghiệm lung tung. Nhưng mà một phần thì nó cũng đến từ cái chuyện là cái cảm hứng nó có tới được đúng lúc hay không nữa. Nhiều khi thì mình vừa nhận một cái project thì cái cảm hứng nó tới ngay thì mình không cần phải nghĩ. Có những khi là mình sẽ thấy là phải procrastinate, phải lưỡng lự, phải chần chừ, phải cầm lên bỏ xuống các kiểu. Rồi may mắn là trong lúc mình làm cái mình sai phạm một gì đấy thì cái sai phạm nó lại thành cái đúng. Nhưng mà nghĩ đúc râu thì là có, thì cái là chuyện đó là nhất là trong cái lĩnh vực làm bìa sách thì trong cái chuyện thì đó là chuyện nó có thật. Nhiều khi chỉ cần nửa tiếng làm thôi là nó ra rồi, nhưng mà không làm. Cứ nghĩ hoài. Lại quay về cái nghề nghiệp của Nam. Thực ra mình mới có nói chuyện làm bìa sách, trong khi Nam thì làm nhiều nghề. Không biết là có đúng không, khi mà gọi một cái nghề là nghề digital artist, thì mình thấy ở Việt Nam là người ít dùng cái từ này, những người nghệ sĩ mà họ làm những tác phẩm trên internet. Trước đấy mình không nghe thấy cái từ này mấy, nhưng mà khi mình nói chuyện với một cái người bạn nước ngoài thì họ nhắc đến cái từ này. Và mình mới thấy là à đúng thật, bởi vì khi mà internet bùng nổ thì nó hơi khác một chút. Tại thì mình là người làm media lúc mà nó mainstream, lúc nào đang báo in hay là đang tivi, tức là kể cả cái việc mình sẽ học lại từ đầu, từ cái việc là lên show YouTube thì nó phải như nào đó. Còn thì mình cảm thấy là cái lần mà biết đến Nam đầu tiên, mà không phải lần gặp đầu tiên ấy, là những cái một cái hashtag này hay là một cái gì đó viral ở trên mạng. Nên mình sẽ nói một cái nghề làm viral content. Có nhận cái tên này không, hay là có tên gọi cho nghề này không? Mọi người hay gọi là content creator. Thì em nghe là em biết vậy thôi, chứ cũng không nghĩ là cũng không tự gọi mình là content creator. Thường là sau một thời gian mình làm việc thì bắt đầu người ta hỏi là em chào anh, em được biết anh là một content creator. À,
mình, tại vì mình vẫn luôn nghĩ là content creator thì nên là những người mà như ví dụ như chị Thùy Minh đi ra làm chương trình, hoặc là hoặc là những cái bạn mà phải ngồi thật sự là phải ngồi viết lách và làm những cái đó, chứ mình không, lúc đó mình không nghĩ là những cái mình làm cho vui gọi là kêu là content creator. Nhưng mà sau này người ta gọi mình nhiều quá thì mình cũng không có cách nào khác để cho người ta hình dung về công việc của mình bằng cách à, thì thỉnh thoảng mình xài cái từ đấy cho có cái label vậy thôi. Nhưng mà đấy thành ra đấy là lúc mà Thùy Minh thích cái chữ digital artist, tức là nghệ sĩ. Em cũng không dám gọi em là artist gì đâu chị. Digital có, digital thì có, nhưng mà em không dám gọi là artist. Không, đúng là ở cái thời điểm trước, thậm chí nhá, cái câu chuyện này chúng ta phải bàn này, đấy là những người làm mainstream á, uống đi, xin cái ly. Những cái người làm mainstream á, những người làm những cái ngành media mà truyền thống á, là họ rất hay, họ rất, cái thời gian hồi sự trước nhá, họ rất hay nghĩ là internet là một thứ một rẻ hơn, đúng không? Tức là thậm chí máy quay, máy móc các thứ rẻ hơn, nhân công rẻ hơn, chất lượng thấp hơn. Đấy là cái quan niệm cũ, đúng không? Cho đến lúc mà ở có những cái thời điểm mà cái tiền mà đầu tư vào digital marketing nó chỉ chiếm khoảng 10% tổng cái budget, đúng không? Nhưng mà đùng một cái thế giới thay đổi, phẳng tất cả mọi thứ và digital lấn ướt, sẽ có chữ rồi mọi project, mọi suy nghĩ nhiều khi nó lại xuất hiện trong cái màu là cái màu Facebook, trong cái đầu óc mình nghĩ nên ra. Nó mới quay lại cái câu chuyện là Instagram, là Facebook, là story. Đúng, và hồi xưa mình cứ nghĩ là chắc là phải viết ra một cái cuốn sách dày này thì mới là tạo ra một cái gì đấy. Nhưng bây giờ thì mình xin lỗi là có một cái status trong một cái chữ nghĩa vừa đủ như thế, đúng không? Có một cái lý do mà Twitter không có súng được ở Việt Nam vì là lúc đầu mọi người phải dùng Yahoo cơ, phải viết dài cơ. Còn Twitter 160 ký tự mọi người không biết, không biết viết và không biết. Nhưng mà rõ ràng năm nay mình sẽ thấy là các cái pun này, rồi các cái trò chơi về chữ nghĩa này nó lên ngôi. Và thì mình nói thật, nó rõ luôn, cứ mỗi ngày là như là gần như là cứ mấy ngày là mình lại thấy có một cái trend có mới, có một cái trend mới, nên mình mới nói là cái sự dịch chuyển nó đã diễn ra. Bây giờ đừng có nói, bây giờ kể cả một người viết xuất bản 6, 7, 8 cuốn sách đi, mình cũng phỏng vấn rất nhiều người xuất bản sách. Tôi chỉ muốn hỏi là với một cái định hình thái, tất nhiên là các cái platform, các nền tảng nó khác nhau, nhưng liệu là bạn có thể trong 160 ký tự mà có được một cái tác phẩm hay không? Đúng không? Một cái, mình gọi nó là một cái artwork, tại vì rõ ràng là mất công nghĩ ra đó. Thế thì cái việc mà còn Nam thì đấy, giờ quay về cái nghề hay là cái vai trò của Nam, đầu tiên là bạn bắt đầu như nào đã? Bạn nhắc đến từ là cho vui, đúng không? Nhưng mà là khiếu à hay là gì, hay có phải mài dùi gì? Bắt đầu từ blog 360. Nhưng mà hồi đấy viết dài hay viết ngắn? Dài có, ngắn có. Nhưng mà là lúc đó đã thấy là cái chuyện dài ngắn thì nó cũng không quan trọng lắm, bằng cái chuyện là cái content lúc đó mình viết như thế nào. Mình lần đầu tiên được, lần đầu tiên mình có một cái công cụ là những cái gì mà mình nói ra, mình làm ra sẽ có người xem, chứ không phải là truyền tay nhau hay gì hết. Thì lúc đó mình rất là mê cái chuyện mà viết blog. Mình thử hết tất cả thể loại, viết dài có, viết sến sẩm yêu đương cũng có, viết hài hước cũng có, viết chọc ngoáy cũng có, đả kích cũng có, cái gì cũng có, như một cái nồi lẩu thập cẩm. Nhưng mà trong cái quá trình mà mấy năm chơi blog 360 như vậy á, thì từ từ cái nó tập cho mình cái sở thích là mình làm những cái content cho người ta đọc. Thì tới khi mà Facebook nó xuất hiện thì cứ mỗi lần mà nó có những cái gì đó mới thì từ từ cái nó lại vun đắp cho mình. Rồi từ những cái chuyện may mắn, là như mình viết có một cái chuyện Hoa Đi Nha, mình viết có Hoa Đi Nha, vẽ có hai cái con đấy, xong cái lật qua lật lại, thật ra cũng không vẽ được nhiều, cứ lật trái lật phải thì xem như là đang nói chuyện với con này thì quay nói chuyện con kia. Cả thoại luôn, cộng luôn cũng có 6 chữ thôi. Ê mày, gì mày, không có gì, thôi đi nha. Câu chuyện đó là 10 chữ, chỉ có 10 chữ, 3 khung tranh, viral lên táo quân luôn. Và nó đem lại rất nhiều công việc, tiền, đau đầu có, may mắn có, hạnh phúc có, tất cả mọi thứ nó đem đến cho mình chỉ từ một cái câu thôi đi nha. Thì mình cũng không thể nào xác định được cái đó là do mình ăn may hay do mình nỗ lực hay thế nào, bởi vì nói nỗ lực rất là nỗ lực, nó là nỗ lực mà có 10 chữ, nó là nỗ lực mà vẽ có hai con, là trong suốt 6 năm trời là cứ hai con đấy, không cần vẽ lại luôn, cứ lấy ra xài thôi mà kiếm bao nhiêu tiền. Thì đó là cái khác nhau mà em nghĩ là khác nhau cực kỳ kinh khủng trong cái chuyện định nghĩa về cái chuyện mà content creator. Nó cũng không còn là cái sức nặng, cái dung lượng hay đúng, nó không cuộc còn là cái đấy, cái content của mày là cái gì nó nén vào, đúng không? Và thực ra có một thứ mà những người sáng tạo rất là ghét, đấy là câu chuyện là
ai là người tiêu thụ cái tác phẩm của tôi. Thỉnh thoảng nghệ sĩ nổi tiếng đúng không, tác phẩm rất là oách đúng không, trong nghề rất là khen, không bán được chẳng hạn đúng không, và người nghệ sĩ họ luôn tránh đối mặt với cái đấy. Nhưng mà cái thời đại số, cái nền tảng số là mình phải đối mặt hàng ngày và mình nhìn thấy cái hàng ngày, phải nhìn thấy luôn số má nó nhảy. Và đôi khi mình sẽ so sánh, mình sẽ đo những cái đấy với nhau. Có thể là nó sẽ có đúng có sai, nó sẽ có những cái sự là người ta manipulate cái số, nhưng mà mình nghĩ nó vẫn có một cái mẫu số chung đấy, là phải có khán giả. Người ta phải biết, có thể người ta không biết là cái người tạo ra là ai, nhưng người ta phải biết tác phẩm. Đấy, thì nên là quay về cái câu chuyện là mình thấy rõ ràng Nam có một cái nghề đấy. Thấy kiếm được tiền. Kiếm được tiền là một nghề đúng không? Nghề chuyên nghiệp luôn. Và mình với lại Nam có một cái cách viết hay là mấy cái câu của Nam nó rất là tươi sáng, tức là nó không bị cảm giác như là nó có u ám không? Không đúng không? Cũng khá là tích cực. Qua cái thời đó rồi. Cái thời mà ăn lông ở lỗ, thời hồng hoang của internet thì mọi người cứ thế mà cứ nghĩ gì nói đó thôi, thì nó vẫn có một cái phần trăm rất là cao của những cái sự tiêu cực. Nhưng mà sau một thời gian mình nhìn đi nhìn lại, mình lọc đi lọc lại, thì bây giờ thì mình sẽ có cái xu hướng là mình sẽ nói những cái gì nó vui vẻ, nó tích cực. Nhưng cũng bởi vì bạn biết là người đọc người ta sẽ thích cái điều đấy không, hay là cái điều đấy cần không? Em nghĩ là điều đó nó cần cho em hơn là em nghĩ tới cái chuyện là người đọc sẽ đón nhận. Ví dụ như mình cố tình mình chỉ nói những điều vui vẻ tươi sáng thôi, thì mình rất là giống một cái leaf lap lớp của người ta bán đầy đường, mình treo lên tường. Tôi sống rất là positive, everyday try harder, leaf lap lớp, những cái thứ mà treo đầy phòng, xong là không bao giờ mình practice những cái chuyện đó, thì em không muốn mình là cái kiểu như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà mình chọn những cái chuyện tiêu cực để mình tránh nói tới, mình nói những điều tích cực thôi, thì nó nói thẳng là cứ lật cái memories của Facebook on this day, cứ xem lại khoảng 6 năm trước mình nói những cái thứ vớ va vớ vẩn gì. Thì mình thấy là ok, nếu mà có một cái sự chủ động trong cái chuyện cái góc nhìn của mình mà nó vui vẻ, nó vẫn thích rất nhiều. Chính bản thân mình vui trước đã, rồi tới người ta vui cùng mình, thì cái nó, niềm vui nó nhân đôi lên thôi. Không, với lại cái sự vui tính thì mình không biết, nhưng mà trong ngành truyền thông hay là làm tác phẩm thì mình thấy cái sự hài hước là với Thùy Minh thôi nhá, cái khung của Thùy Minh nó khác, là cái sự hài hước mình nghĩ đó là đỉnh cao của sáng tạo. Có những thứ sáng tạo rất là cool, nhưng mà sáng tạo mà làm cho người ta cảm thấy vui ấy, thì là một cái thứ mà tức là mình tin vào đấy, cái đấy nhiều nhất. Nó chỉ có cái đẹp với cái vui này. Em vẫn nghĩ là funny sell. Sell rất tốt luôn. Thế cái câu yêu thích gần nhất của bạn là gì? Câu yêu thích gần nhất hả? Câu này là chị định nghĩ nó là cái gì? Của em hay là của ai khác em thích nhất gần đây là gì? Gần đây câu đó em thích nhất câu của em. Ngẫm lại thấy nghề chọn người. Trời ơi. Chứ người không ai chọn đi làm. Đúng rồi. Câu là câu yêu thích nhất của Thùy Minh luôn. Vâng. Nhưng mà câu này hình như bị ăn trộm đâu đúng không? Suốt khắp nơi. Nhưng mà bây giờ em không nghĩ nó là ăn trộm nữa rồi, bởi vì cái người ta sử dụng nó một cách tự nhiên á, chứ người ta cũng không là boss câu đó lên xong rồi để tên của họ bên dưới nữa. Thì em thấy là đã tới một cái mức độ nào đó thì nó thành một cái câu để nói rồi. Thì mình không gọi nó là ăn cắp nữa. Và nhất là em thấy báo mạng á, có lần họ viết bài á, đưa thẳng câu đó vào luôn. Như là một cách đang viết flash gì đấy, cái là đê hồng cái câu đó vào. Thì em thấy là ok, cũng vui. Thì mình phải nói câu đấy trong rất nhiều cuộc họp. mình rất là đam mê cái câu đấy. Nhưng mà cái việc của mình cứ bám lấy cái chữ digital artist nhá, một cái người mà làm những cái tác phẩm ở trên mạng á, nó có cái đặc điểm là cái credit ấy. Hồi xưa sách vở in muốn copy lại nó khó lắm, hoặc là muốn sử dụng lại khó lắm. Còn bây giờ với kiểu internet thì chúng ta có thể copy paste rồi dán ở chỗ này chỗ kia rồi nó thành cái của mình đúng không? Và mọi người cũng dần, bản thân Nam cũng thấy là không gọi nó là ăn trộm ăn cắp gì nữa, nó đơn giản nó diễn ra và mình thấy cái việc cái sự lan tỏa của nó chứng minh cho nó là tài sản của mình. Thế tùy trường hợp thì mới gọi là ăn cắp hay không. Nhưng khi mà Nam đi xung quanh hay chẳng hạn mà mọi người nhắc đến cái câu mà mình nghĩ ra nhưng mà không hề biết tác giả của nó, thì cái cảm giác của bạn thế nào? Nếu mà ở ngoài đời hoặc là trên mạng thấy người ta thì mình rất vui. Cực kỳ vui. Nhưng mà nếu mà là những cái page mà người ta sẽ lấy những cái content của mình về, người ta claim là của họ, thì cái đó rất khó chịu. Thì vẫn là thẳng ra cái đó vẫn là không tôn trọng chất xám. Đúng rồi. Nhưng mà cái va chạm đầu tiên của em với cái chuyện không tôn trọng chất xám và là cái khoảnh khắc mà em nhận ra là mình nó nằm ngoài cái khả năng control của mình là cái con ho đi nha. Khi đó là tự nhiên người ta có hai cái nhân vật mà cứ gắn lên cái gì thì nó hot cái đó. Thế là rất là nhiều nơi người ta lấy người ta xài,
in áo, in sách, in lên poster, in lên banner, rồi có quán cà phê thì vẽ hẳn hai con lên rất nhiều, rất rất nhiều. Thì vào thời điểm đó mình còn nhỏ, mà mới cách đây lúc là còn nhỏ xíu, hai mấy tuổi, thì mình cảm thấy là bị thua thiệt, bị mất mát, bị rất nhiều, bị không biết là bây giờ phải làm sao để bảo vệ nó. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì thấy là nó nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của mình, là một. Thứ hai, nó cũng không thật sự xấu đối với mình, bởi vì mình không kiếm tiền bằng hai con này. Mình kiếm tiền, mình sống, mình vui vẻ là bằng nhờ cái khả năng của mình, chứ mình không phải là mình tạo ra hai nhân vật này để mình kiếm tiền, thu lợi nhuận từ việc bán copyright, bán quyền sở hữu. Nhưng mà lúc đó còn nhỏ thì chưa nhận ra chuyện đấy. Nhưng mà bây giờ thì thấy, nhìn đi nhìn lại thì thấy là hai cái nhân vật đấy nó sẽ không thể nào mà thành công được nếu như không có người khác sử dụng nhiều đến như vậy. Nhưng ngoài cái một cái hình ảnh này, một cái nhân vật này, một vài cái câu nói, bạn còn cũng sở hữu một cái hashtag đúng không? Dạ vâng. Cái nào, những cái nào nào? Thì mình biết đến có phải cái Ngưng Vô Duyên là của bạn. Ngưng Vô Duyên là chị Minh đưa lên chương trình của chị Minh nữa nè. Đúng rồi, có cái đấy là và sau đấy kể cả bây giờ mình search chữ Ngưng Vô Duyên thì nó cũng rất là nhiều người dùng, mình không thể track được ra là cái người đầu tiên bắt đầu là ai. Nhưng mà này, khi mà bạn bắt đầu những cái thứ như vậy, bạn có biết là nó sẽ viral không? Mình biết là cái câu này rất là cliché. Biết. Và thường cái chữ ok. Tính toán chứ. Làm được một thời gian thì mình sẽ biết được, mình thăm dò được, mình dò được là cái này có phần trăm cao là nó sẽ viral. Cái này sẽ khó viral, mình dò được cái phần trăm được cái chuyện này. Và mình làm bắt đầu nó có cái sự tính toán và có cái mục đích cụ thể hơn, thay vì như là hồi xưa hoi đi nha thì mình làm cho vui. Mình không nghĩ nó sẽ nổi tiếng, mình thấy được 100 like trên Facebook là mình vui lắm rồi. Mình cũng không nghĩ là nó sẽ thành công. Nhưng mà những cái project sau này, nếu như mà không phải do khách hàng đặt hàng thì rất là cụ thể, còn những cái mà tự mình làm á thì nó luôn luôn phải serve được một cái, nó phải phục vụ được một cái mục đích rất cụ thể. Ví dụ như Ngân Vô Duyên thì là em sẽ muốn làm một cái về LGBT, nhưng mà nó phải có một cái sự đó là nó mới mẻ, nó vui. Vui trước tiên đã, nó phải vui, nó mới mẻ và nó relatable tới mình trước đã. Thì đó là những cái mục đích rất là cụ thể về cái chuyện đó. Và em cũng biết luôn là những cái gì mà mình làm mà mình cảm thấy nó thật sự relate tới mình, mà mình tin vào nó, chuyện đó thì nó rất là dễ lan tỏa với những người xung quanh. Mà không phải là cái mình không đánh số đông, mà mình sẽ tìm những cái mình sẽ muốn nó lan tỏa tới những người cùng tần số với mình. Thì cái số lượng đó thôi cũng đã đủ để nó gọi là viral rồi. Nhưng có cái gì mà bản thân mình rất là thích nhưng mà nó lại không viral không? Nhiều chứ. Em rất thích những thứ mà em set friend trên Facebook quá, nhưng mà post lên có 10-20 like mà em vẫn rất vui. Còn có những thứ kéo lên public một cái là 10.000 like, nhưng mà kéo xuống dưới có 20 like. Nó như là em đi mua like vậy. Nó là một cái thể hiện rất rõ cho cái chuyện là có những cái mình làm mình không, mình rất là vui với tâm đắc với chuyện đấy, nhưng mà nó cực kỳ là không có khán giả. Chuyện đó chuyện bình thường. Và em, nhưng em xếp nó vào là kiểu gì, là ơi cái này á, một cái level chỉ có tôi và những cái người giống tôi mới hiểu không, hay là em có xếp hạng những cái đấy không? Có một cái kiểu hài hước mà chỉ có một số người mới hiểu không? Có. Những đúng cái không? Mà nó quá là niche, cái thị trường nó quá niche. Nó là pop culture mà nó là kiểu là cult. Nó cult chỉ có một số người thích thôi á. Mà mình nói ra cái chuyện đó mình biết nhiều khi có 5 đứa hiểu thôi. Thì nó cũng là cái vui của mình. Mình rất cần những cái đấy để mình biết mình là ai, là mình giữ cái mình crowd, cái personality của mình lại. Mình phải hiểu mình enjoy được trước những chuyện đó đã. Thì những cái mà lớn hơn, những cái mà mình muốn đánh rộng hơn ra thì nó mới có cái gốc để nó đi ra. Chứ bây giờ em không biết mình là ai, em không biết mình thích gì, ghét gì, bị thu hút bởi cái gì, mà em cứ chạy theo cái trào lưu. Ví dụ ngoài kia người ta đang có trào lưu sửa cái giao tục ngữ, cái mình lật đật mình đi sửa cái giao tục ngữ. Hoặc là ngoài kia thấy đang có cái trò là sửa lời bài hát, mình cũng lật đật mình đi sửa lời bài hát. Thì tại vì thì nó sẽ từ từ cái mình thành đại trà. Nhưng mà có một cái gì ngoài kia mà em, ôi em ước là chính là em đã người tạo ra không? Để nghĩ cái. Dạo này chị thích cái trò mà, ý là cứ khác hẳn đi ấy. Cái câu mà cũng câu viral là cái gì nhỉ? Nói một câu rồi xong cái sửa cái hai chữ cuối cái cho nó khác hẳn ra. Vui. Cũng là một cái trò khá là vui. Gần đây các phong trào kiểu rap Việt lên ngôi, những cái câu kiểu punchline, cái đùa nhau viết punch viết rap. Cũng rất là, những cái đấy em có mê không? Thích. Thì nó cũng là cái kiểu chơi đùa với chữ nghĩa.
Nhưng mà có một cái liệu cái lý giải là tại sao gần đây người ta lại mê chữ nghĩa như vậy không? Em nghĩ là tại người ta bị đói caption. Bị đói tương tác và đói caption. Ngồi chụp cái hình cho thật đẹp. Xong bây giờ hồi xưa thì sẽ có cái mốt đi tìm lời bài hát với thơ ca văn vẽ như là... Xong bây giờ muốn tìm một hai câu đó vui vui để tất cả mọi người cùng cũng ha ha vào cái hình của mình. Thì em thấy là thứ nhất là người ta có cái nhu cầu được xài những cái câu đó đã. Thứ nhất là người ta có nhu cầu được thấy mình vui, hóm hình, dí dỏm. Em nghĩ là nó một cái số những khiến cho những cái câu caption nó cứ thế mà nó lan thôi. Tại vì người ta thấy hay quá thì người ta copy về, người ta làm cho ảnh nền của người ta làm. Em thấy là thứ nhất là có nhu cầu cho cái chuyện đó. Có nhu cầu cho chuyện xài những cái câu ngắn gọn vui vẻ đó. Và nó những cái câu đó em thấy là nó phù hợp cho những cái chuyện là mình nhiều khi mình muốn than thở hay mình muốn thả thính, mình muốn than, muốn khoe, muốn cái gì đấy, muốn khoe body thì sẽ đi tìm những câu mà thuộc về body tất cả mọi người cùng hiểu. Rồi muốn than buồn thì mình sẽ có những câu về người đã qua chọn đi làm, ví dụ như vậy. Thì em nghĩ là do là đó đã có cái nhu cầu được thể hiện bản thân mình ra. Mà thể hiện có vẻ là phải người hài hước, phải có thêm layer. Chứ còn hồi xưa thì hồi xưa thì sẽ phải. Nhưng mà như thế thì có nói được gì về giới trẻ không? Có cho thấy họ, tại vì đúng là cách đây mấy năm vẫn là cái câu chuyện caption đấy, vẫn câu chuyện đói caption đấy. Thì một loạt các cái kiểu văn học, văn học tản văn giới tản trẻ, văn lên ngôi, cây bút trẻ lên ngôi đó. Và bây giờ thì là những cái câu kiểu pun hoặc là punchline hoặc là chơi chữ. Nó có cho thấy một cái gì đấy khác biệt trong đời sống không? Hay nó chỉ là một thời mà chúng ta cần, vẫn cần cái nhu cầu phải thể hiện mình qua một cái trang mạng xã hội? Và nếu mà không có mạng xã hội ấy, những thứ này sẽ biến mất hết không? Sẽ khó nói, tại vì mạng xã hội nó sẽ còn đấy, thì bây giờ mình chưa nói được. Em nghĩ là nó cũng còn quá sớm để mà mình bắt đầu mình chiêm nghiệm lại. Nhanh mà, mới có 1-2 năm nay nó rộ lên thôi. Chưa đủ, theo em mà chưa đủ. Em nghĩ là chưa đủ để mà mình rút ra được một kết luận gì về cái chuyện này, hay là nhìn quá sâu quá xa về chuyện này. Không, nhưng mà tại vì em background cũng là liên quan đến sách, thì mình chỉ ví dụ một cái cuốn sách ở đây, đúng không? Mình, nó như một cái bản thể của chính nó. Mình có không đọc nó nhưng mà nó vẫn, cái sự tồn tại của nó vẫn ở đấy. Nhưng mà những cái như mình vừa nói đến, những cái trend về chữ nghĩa, nếu nó không, nó không có, giống như thì mình cảm giác nó không có bản thể riêng, nó vẫn phải đợi được in ra một cái gì đó, được viết lên một cái gì đó, được đặt lên Facebook. Còn nếu không có một cái nền tảng đấy thì nó sẽ biến mất. Nó lại thậm chí là mình sẽ không để ý là nó biến mất, mình sẽ chỉ sẽ lại hào hứng với những thứ mới. Thì bởi vậy nó mới phải ngắn, nó nhanh, nó phải nhiều, phải nhanh, phải ngắn gọn. Để không có cảnh giác là effort quá nhiều vào những cái đấy. Ví dụ mình nói một cái cuốn sách yêu thích của mình, mình vẫn nhớ được nó như thế nào. Có một cái câu nào đấy mới ngày hôm qua, chính là một bạn Mai ngồi trong góc biên tập của Thủy Minh cười khanh khách, nhưng bây giờ chúng ta có nhớ lại được là chúng ta đã đấy là câu gì không? Đấy, thì rõ ràng là đôi khi nhanh, nhiều, ngắn gọn nó lại có một cái số cái điểm yếu của nó. Nó không để lại được một cái khoảng trống hay là một cái gì đấy mà chúng ta. Thực ra mình cũng không định nói về cái điều này, nhưng mà tự dưng là đến cái lúc mình đặt cái câu hỏi này, nó trở thành câu hỏi cho chính thì mình. Thôi bây giờ mình dẫn đến một cái câu hỏi khác đi. Đấy là câu hỏi này lúc nào cũng hỏi mọi người này, liên quan đến sách này. Nếu ngày mai mình lên hoang đảo, Nam lên hoang đảo, không biết ngày trở về, và chỉ được mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn gì? Có phải cái cuốn yêu thích nhất không? Life of Pi gì không? Ừ, thì về cơ bản nó cũng là cái câu chuyện lên đên trên biển. Nhưng mà lên hoang, em những khi mà người ta hỏi em những câu này, em hay hỏi là bây giờ tôi lên hoang đảo, tôi không ngày trở về, tôi đem có một cuốn sách theo, thì tôi khỏi đem nó rồi. Tức là một cuốn không có gì, giả sử. Thật là khổ là cái, bởi vì cái cuốn mà em hay nghĩ tới đầu tiên thì như chị nói là Life of Pi là cuốn thích nhất. Thì nó là một cái câu chuyện hay, một câu chuyện rất hay, cái cách kể chuyện rất hay. Đem lên hoang đảo à? Nhưng mà cả đời em đến hoang đảo em vẫn đọc cuốn đấy à? Không có cuốn gì em muốn mang theo à? Không. Nhiều quá. Tại vì đời em gắn bò với nhiều sách quá. Bây giờ bắt em phải cầm một cuốn duy nhất thôi. Đem lên hoang đảo nữa, bây giờ tao đem cuốn gì thật nặng, tao cầm tao chọi.
chọi thú chọi hoang, tao lót cái đầu tao nằm. Thế em nghĩ gì về motif những người mà chọn những cái cuốn kiểu survival book ấy, dạy các cách tồn tại, cách săn bắt khỉ, làm ra lửa? Em có phải kiểu người sẽ mang theo cuốn đấy không? Không, em không nghĩ nó practical quá. Thì trong khi em là cái đứa mà mỗi lần mà có một cái ai đặt cái câu hỏi gì thì em sẽ tránh, em không nghĩ theo cái hướng mà nó đương quá khó giờ, nó quá đương nhiên rồi. Bây giờ tao lên hoang đảo, tao cầm theo cái cuốn dạy về cách đó thì nó là hỏi A thì phải trả lời B, thì thường là em sẽ không trả lời những câu đó. Và đó là những cái kiểu câu hỏi mà em sẽ rất khó để trả lời. Ví dụ như giới thiệu bản thân, lên hoang đảo cầm theo cái gì, có bao điều ước gì đó, thì em sẽ rất khó để trả lời. Bởi vì em đang phải nghĩ ra một cái gì khác, em phải lật lại. Trước nhất là tao phải có một cái gì đó nó personal hơn, nó cá nhân hơn, và nó phải vui hơn, nó thú vị hơn, nó sáng tạo hơn. Gần như là một cái áp lực mà em đặt lên cho mình luôn, để cho mình không bị ù lì trong cái tư duy. Với lại thiết kế logo, nhưng lại phải nghĩ rằng là ngành nghề kinh doanh và đặc điểm của công ty là gì. Chị đem gì? Chị đem một cái cuốn sách của Murakami, Haruki Murakami. Cuốn nào? Cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót. Okay. Mấy cuốn kiểu siêu thực mà mình sẽ có thể vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, và nó luôn để lại một câu hỏi lớn và rất hợp với thời gian mênh mông trên hoang đảo. Đúng không? Trong cái luồng suy nghĩ đó thì cái cuốn sách mà em hay nghĩ tới khi mà mọi lần ai hỏi là bây giờ muốn đọc một cuốn sách, muốn được giới thiệu một cuốn sách thì giới thiệu cái gì, thì thường em sẽ giới thiệu Year of Yes của Shonda Rhimes. Thế à, chứ à, ok, cái bà mà ấy á, cái bà làm truyền hình, làm phim truyền hình rất nổi tiếng. Thế là có sách à? Có ra một cái cuốn tạm gọi là sách nửa memoir nửa self help. Thì em thấy đó là một cái cuốn sách mà nó truyền cảm hứng cho em rất nhiều trong việc làm content, trong việc sáng tạo, kể cả trong đời sống hàng ngày luôn. Thì mình đã tham dự một khóa masterclass của bà ấy, và rất là được truyền cảm hứng nhiều. Một người rất là mạnh. Mà em sẽ nghĩ là trong một cái cuốn sách mà nó dạy mình cách sống và cách tồn tại ở đô thị, trong đời sống đi làm, đời sống sáng tạo, bây giờ tao lên hoang đảo, tao cầm tao đọc, tao được truyền cảm hứng, tao làm thì tao ra tao nói chuyện với khỉ. Thử học một ngôn ngữ mới, mới có biết hai thứ tiếng. Rồi tìm cách đưa thật nhiều những sắc dân khác vào truyền hình. Chắc gì có dân. Thì đấy. Nhưng mà cuốn sách hay mà em sẽ em hay giới thiệu, nhất là những người mà hỏi anh Nam ơi, anh Nam làm xong sáng tạo, anh Nam làm thiết kế, anh làm viết lách, anh có những cuốn sách nào để dạy? Nói không, chả có cuốn nào mà anh đọc về kỹ năng hết. Em sẽ không bao giờ đọc những cuốn sách về kỹ năng các bước. Tại sao? Em không biết, em không tin. Em không hứng thú. Em không hứng thú, hoặc là ngay vào thời điểm này em không có nhu cầu. Nhưng mà em sẽ thích cái cuốn đấy, bởi vì nó nói rất là, nó nói chung chung về vấn đề sáng tạo thôi. Nhưng mà nó đi từ cái cá nhân của nó ra, nó không cụ thể dạy bạn là bạn muốn viết hay thì bài của bạn nên đáp ứng đủ 5 điều sau đây, thì nó không dạy mình như vậy. Nó chỉ dạy mình những cái chuyện rất là đơn giản về cái chính bản thân cái cô đó thôi. Thì cô đó nói là tôi luôn cảm thấy mình vui vì tự bản thân mình viết được những câu chuyện, và những câu chuyện của tôi thì nó phải luôn có những điểm, những cái điều, nói chung là những điều mà rất là personal từ cái cô đó. Ok, được rồi. Duyệt. cũng trò chuyện lâu lâu rồi nhá, nên là thì mình sẽ gói lại một chút. Ngay từ đầu thì mình nói về chuyện cột sống của Nam và chuyện sống rất là kiểu fully. Nó quay về cái câu chuyện bỏ. Cái hashtag bỏ cũng là một cái từ mà thì mình rất là thích ở trên Vietcetera, và có cả một cái series bài viết liên quan đến nó. Trong hành trình mà Nam đã đi qua, làm các việc khác nhau theo thời thế và các nền tảng khác nhau, cái gì bạn đã bỏ lại? Em bỏ lại một cái body 6 múi. Thế hả? Thôi cứ coi như mình tin việc đấy đi. Thật. Thế à, ok. Kéo áo cho coi. Thôi được rồi. Đây là chương trình podcast, các bạn có thể tưởng tượng. Nói vui thì là bỏ lại, bị ép buộc phải bỏ lại. Nhưng mà tức là phải nghĩ sức khỏe, không nghĩ đến gọi là cái sự hiện diện của tôi phải thế này kia nữa. Thì cái mà bỏ lại đó là cái lối sống, một cái lối sống kiểu trước, kiểu cũ. Vui vẻ hạnh phúc, rồi cái gì cũng như trải hoa hồng. Đó là cái bị ép buộc phải bỏ lại và phải lớn lên. Thì trong 3 năm đối diện với bệnh tật, đối diện với công việc này, mọi thứ, thì tự nhiên thấy mình lớn hẳn lên sau 3 năm đó, là do mình đã bị ép buộc phải bỏ lại cái lối sống của một người trẻ
thành công sớm, không có gì để âu lo ngoài chuyện lo cho bản thân mình phải thật hoàn hảo, thì em phải bỏ lại cái đó. Đó là cái mà dù là tiếc nuối mà cũng có thỉnh thoảng có những lúc là chỉ ước là mình được mãi hạnh phúc và ngu ngốc như khi đó. Nhưng mà nhìn lại những chuyện mà mình ngu ngốc khi đó mình làm thì mình lại suy nghĩ là liệu cái đó có phải là cái tốt hay không. Hay là cái bây giờ mặc dù là mình yếu, mình bệnh, mình các kiểu, nhưng mà nó có những cái thứ nó cũng khá là quý giá, nó đến với mình nhờ cái chuyện đó. Thành ra là mới đến cái câu là sau khi bỏ lại thì mình được cái gì. Hay nhỉ, câu hỏi có cài cắm gì. nó như hai mặt của một tờ giấy đúng không? Yeah. Mình không tin là mình bỏ lại cái gì đấy mà mình lại không được. Mình có được chứ, mình được 7 múi à? Bây giờ được, mấy múi? Mình được một múi mà được một số những cái mối quan hệ nó quan trọng. Một số những kiến thức về sức khỏe mà nó sẽ rất là tốt cho những người mà thật sự quan tâm và họ muốn hỏi tới mình, thì mình sẽ có cái để mình trả lời. Mình sẽ có những cái lời khuyên về công việc, về cuộc sống nó cụ thể hơn hồi xưa. Và quan trọng nhất là khi mà có một người, người ta có chuyện buồn hoặc có những cái chuyện không hay xảy ra, thì mình sẽ biết cách là mình nên lắng nghe hay là mình nên nói cái gì cho nó đúng để không làm người ta bị tổn thương. Thì nó có những cái chuyện, những cái điều nó mong manh và nó nhỏ nhỏ nó xảy ra xung quanh đó, và mình bỏ lại rất nhiều những mối quan hệ thật sự không quan trọng, và cả bỏ lại luôn những cái cách làm việc mà không hiệu quả hồi xưa mình hay làm. Thực ra hôm nay thì chúng ta chưa nói được về chuyện đấy, nhưng mà Nam là một người trong mắt Thùy Minh cũng là rất hay nhắc đến gia đình, hay là những cái câu chuyện về gia đình thì cực kỳ dễ thương. Bạn có cái thời điểm bạn sống chung với bố mẹ xong ở riêng, thế bây giờ là như thế nào rồi? Bây giờ là ở riêng, nhưng mà 1-2 tuần gì đó về ở mấy ngày, sạc lại năng lượng, lấy thêm đồ ăn, coi có nhà cửa sao rồi. Ok, và bố mẹ vẫn khỏe chứ? Dạ vâng, vẫn khỏe. Ở cuối chương trình nhá, Nam có hình dung nghề nghiệp của mình, tất cả những cái gốc nghề trong nghề của bạn trong 5 năm nữa hay 10 năm nữa nó sẽ thay đổi như thế nào? Bạn có bao giờ có kế hoạch không? Không, em là người không có kế hoạch. Kể cả hồi xưa khi mà người ta đang có cái gọi là hãy lập ra kế hoạch, hãy tưởng tượng bạn trong 5 năm tiếp theo thế nào, thì em cũng không bao giờ đặt mình vào đó luôn. Nói thẳng ra là bởi vì mình quá may mắn trong cái chuyện khởi đầu đi làm của mình, mặc dù cũng có những cái khó khăn đầu tiên như công việc lương thấp, rồi bị chèn ép, bị đối xử tệ, bị không công bằng, bị này bị kia, ai cũng có hết, mình cũng có luôn. Nhưng mà những cái mình nhận được thì quá nhiều. Cái phần, cái sự may mắn mình nhận được, cái kỹ năng hoặc là cái thiếu mình có, rồi cái mình có những cái nó quá may mắn, nó làm cho mình thấy là trong thời gian đó mình không cần phải có kế hoạch gì hết, bởi vì mọi thứ nó cứ sắp đặt sẵn để cho mình đi lên, nó cứ trả hoa hồng cho mình đi thôi. Thì em không có cái sự lên kế hoạch đó. Nhưng cho tới khi mà có vấn đề về sức khỏe, là như mình vừa thấy là năm vừa qua là nó có một trận dịch xảy ra thôi, là bao nhiêu thứ thay đổi, mình lại nằm trong số những người may mắn tiếp tục, là cái công việc của mình nó lại không bị ảnh hưởng bởi dịch. Nó lại cho mình thêm một cái sự gọi là biết ơn tới cái biết ơn tới những gì mình có, hơn là cảm thấy đau buồn nhớ lại tiếc nuối về những gì mình mất. Những cái điều vui vẻ này kia mình mất, thì lại mình lại có cái thiên hướng là mình tìm đến những cái mình còn để mình nhớ hơn. Thì nó là cái sự blessing, em hay tự nhắc mình chuyện đấy. Thì ngoài ra cũng không còn cách nào khác, bởi vì nếu mà cứ ngồi nghĩ tới những cái chuyện mình không được, những cái kế hoạch tan vỡ, nói thẳng ra là có những cái kế hoạch rất là banh chành, không nói tới, nhưng mà nó cũng có, nó cũng những cái kế hoạch rất là cá nhân, nó banh chành hết. Nhưng mà đó là cái mà em sẽ không bao giờ trả lời được là trong 5 năm, 10 năm nữa thì thế nào. Nhưng mà em hy vọng là mình khỏe. Hy vọng mình khỏe, bởi vì về kỹ năng, về kỹ năng, về skill, về những cái cách tư duy thì mình nghĩ là mình có. Mình chỉ cần có sức khỏe để mình được làm những chuyện đó thôi. Và em nhìn thật ra là nói là mình là có fan trên Facebook, và em cũng có xem những cái xem headline những cái mà chị Thùy Minh làm. Thì cái mà em rất thích đó là chị sẽ có những cái chị đưa ra được những cái góc nhìn, hoặc là đưa ra được những cái đề bài mới để mà từ đó làm nên một cái chương trình. Thì đó là một trong số những cái mà em rất là ngưỡng mộ và cũng hơi ganh tị, là mình ước gì mình có được những cái khả năng, mình có những cái, có được cái drive để mình làm những chuyện đấy, có được cái động lực để mình làm những chuyện đấy nhiều hơn, hơn là mình chỉ làm trong cái nội bộ của bản thân mình, những cái Facebook của mình với những gì mình biết thôi, chứ là không được đi ra gặp gỡ người này, không được ra gặp gỡ người kia. Thì đó là một trong số những cái mà em rất là ganh tị và rất là ngưỡng mộ.
Nhưng mà mọi người phải lưu ý là trong cái cuộc podcast ngày hôm nay ấy, là chúng ta mới nói đến một nửa số lượng các nghề mà Nam làm. Ngoài ra Nam còn là art director, còn đóng phim, trời ơi, còn đoạt các cái giải về diễn xuất. Nhưng mà do là may quá have a sip nhá, không phải have a seat, cho nên là chúng ta nói nhiều về chữ nghĩa, viết lách và các cái chuyện sáng tạo thôi. Chứ còn nếu mà bàn câu chuyện hình ảnh này, các cái nghề nghiệp khác thì bạn còn làm bao nhiêu thứ khác cơ mà, đúng không? Hơi nhiều. Bệnh nhưng mà làm nhiều lắm. Nhưng mà đấy là còn bệnh. Thật ra chị đang có cái chương trình gọi là làm mọi thứ, have a nap. Nằm dài. Đúng rồi, xong rồi ngồi nói chuyện thì sẽ nói hết, nói nhiều, đúng. Hôm nay cảm ơn Nam. May quá mình chỉ nói với một tiếng thôi, không Nam bị đau lưng. Cho nên là may mắn là trước khi tới đây tập yoga các kiểu, tinh thần đang vui vẻ, lưng đang được giãn cơ, ngồi nói chuyện thoải mái. Chứ hồi nãy giờ sẽ thấy là cứ đứng lên, đi tới đi lui. Xin phép mọi người cho Nam được đứng lên. Cảm ơn Nam nhé. Chúc mừng năm mới và chúc cho mọi kế hoạch dự định, dù không có hay là có, thì cũng sẽ một cách tiến đến nó một cách vui vẻ, hài hước, tích cực. Em cảm ơn chị Minh đã mời em tới chương trình ngày hôm nay. Và đây là lần đầu tiên mà em được ngồi lần đầu tiên nghe một cái chương trình podcast nó như thế nào. Đến đây, ủa quay à? Có quay à? Nhưng mà đây là lần đầu tiên thì mình phỏng vấn Nam. Mặc dù cũng đã dõi theo này, rồi học chung một lớp này, rồi có là fan trên Facebook này đấy, theo dõi từ hồi xa xưa mà. Hồi mà có Ngưng Vô Duyên là thì mình đã feature này. Thì cũng là lần đầu tiên mà chúng tôi thì mình là từ hồi đi làm Sức Sống Mới cắt tóc người ta. Đó, đấy là một ngày mới. Sức Sống Mới chứ. Một ngày mới. Đấy, đấy. Tôi cắt ở đây nhưng không phải nói sẽ móc ra một tỷ thứ khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Have a sip. Cảm ơn. Máy nào? Okay. Bye. Cảm ơn mọi người đã ngồi nghe. Cắt đoạn quý. Các bạn có thể nghe bản full của podcast tại playlist Have a Sip trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên rằng chúng ta có hẹn vào tối thứ 6 hàng tuần trên các kênh của Vietcetera.